với tài chính tầm khoảng từ 4 đến 5 triệu thôi là mình đã có thể rinh ngay được một siêu phẩm của Honda nhập khẩu, đó là dòng xe Vario 125. Thì Vario hiện tại giờ em nói chị được sở hữu với hai phiên bản là 125 và 160. Còn 150 nó đã ngưng sản xuất và hết hàng được khá là lâu rồi. 1-2 năm gì đó, 2 năm rồi các bạn, từ khi 160 ra mắt ạ. Và đối với lại phiên bản của 2023 thì em nói được nâng cấp hoàn toàn mới, đối với lại được sở hữu hoàn toàn với lại được sở hữu thêm một khóa thông minh, đó là khóa Smart Key. Thứ hai nữa là sẽ có thêm ổ sạc và có cái chỗ để đồ cho các bạn khá là kín này, các bạn thấy không? Rất là tiện lợi thôi, đúng với những bạn nào mà hay điện thoại đồ trước này ha. Đó thì cảm thấy là Liệu từng làm clip review chi tiết về cái phiên bản này rồi. Nên là hôm nay Liệu sẽ nói sơ qua thôi và báo giá cho các bạn ha. Nói về màu dinh của em nói thì em nói được sở hữu với 5 phiên bản màu dinh, bao gồm là hai màu bóng, đỏ bóng, đen bóng và ba màu nhám là xanh nhám, trắng nhám và đen nhám. Thì em nói sẽ khá là ít màu, đã được nằm trong top là ít màu lắm luôn á. Thì bên Liệu sẽ lên cho các bạn khá là nhiều những phiên bản màu sơn như thế này, bao gồm màu đỏ này là thiên về đỏ cam này các bạn. Bên Liệu đã từng lên cho các bạn rất là nhiều những cái màu đỏ khác nhau, bao gồm như đỏ cam, đỏ mận, đỏ tím gì đó. Thì hầu như là đỏ mận là đang là cái tông màu mà được khách hàng ưa thích nhất, nhưng mình Liệu đã phá cách hơn một chút xíu nên cho các bạn thêm phiên bản màu đỏ cam như này, để những bạn nào mà đam mê những cái phiên bản tông màu đỏ mà nó không có quá là tối mà nó sáng một chút xíu thì là sở hữu cái phiên bản màu này ha. Ngoài ra có thêm màu như xanh lục bão hay là xanh tím, màu hồng sen gì đó. Bên Trực có rất là nhiều những màu sơn khác nhau, có lên tới tầm khoảng là 10-20 màu sơn khác nhau. Cho nên là những bạn nào mà đang có ý định mua thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo, Liệu sẽ gửi từng phiên bản màu sơn một qua cho các bạn tham khảo ha. Đối với lại dòng xe này, như cả đầu clip Liệu có nói, chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 4-5 triệu, có khả năng hơn thì mình đưa trước 40% giá trị xe, mình sẽ được hưởng ngay gói cả về gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống nhé. Còn hơn nữa thì đừng quên liên hệ trước, có chút Liệu sẽ được giảm ngay cho các bạn từ 1-2 triệu. Hơn nữa bên Liệu sẽ có hỗ trợ ship xe về tận nhà, thu xe cũ đổi lấy xe mới và sơn màu theo yêu cầu của các bạn luôn nhé.